Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Ái nữ nhà Khánh Thi thần thái sắc lẹm, trình nhảy nhót chuẩn nhà nòi. Là hậu duệ của hai đại kiện tướng Dan Sport, Anna nhà Phan Hiển Khánh Thi nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Chỉ mới lên năm nhưng cô bé bộc lộ nhiều tố chất chuẩn con nhà nòi, hứa hẹn tương lai nối nghiệp bố mẹ. Là hậu duệ của hai đại kiện tướng Dan Sport, cô Bi và Anna nhà Phan Hiển Khánh Thi nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Không phụ sự kỳ vọng đó, quý tử cô Bi cho thấy tài năng không đợi tuổi tác khi xuất sắc đạt huy chương vàng trong một cuộc thi quốc tế. Còn Anna chỉ mới lên năm nhưng cũng bộc lộ nhiều tố chất chuẩn con nhà nòi, hứa hẹn tương lai nối nghiệp bố mẹ. Cô Bi và Anna trong ngày cưới của ba mẹ, gác rượu Khánh Thi gây trầm trồ vì nhan sắc nổi bật. Cô bé được xem là bản sao hoàn hảo của mẹ. Mẹ Khánh Thi cũng đầu tư hết nấc cho con gái cưng. Mới đây Phan Hiển khoe khoảnh khắc nhảy nhót bên Anna thu hút sự chú ý của dân tình. Nam đại kiện tước thỏa sức buông xõa skill song ái nữ cũng nhanh chóng bắt kịp và nhảy múa theo vũ đạo của bố. Tuổi còn nhỏ song cô bé đã bộc lộ năng khiếu nhảy múa thiên bẩm, động tác vừa dứt khoát vừa mềm mại. Thần thái của bé cũng gây sốt vì quá chuyên nghiệp, chuẩn con nhà nòi. Anna trổ tài nhảy múa bên bố, cô bé bắt chước theo các động tác của bố. Hai bố con có thời gian vui vẻ bên nhau, không có bố thì bé vẫn có thể tự biên tự diễn động tác. Trước đó cô bé đã có nhiều lần khoe khả năng nhảy múa khiến dân tình trầm trồ. Trong lần dress style bên anh trai, Anna chiếm trọn spotlight bởi màn thể hiện bắt mắt, kèm vài pha lắc hông siêu nhiệt huyết. Cô Bi cũng nhường nhịn em gái khi chỉ đứng phụ họa, làm nền cho Anna tỏa sáng. Hay diễn văn nghệ ở trường, giữa rừng bạn bè đồng trang lứa, cô bé cũng nổi bần bật vì phong thái tự tin và ưu thế được thừa hưởng từ ba mẹ. Anna nổi bật so với các bạn đồng trang lứa, Anna cực thần thái khi biểu diễn tại trường học. Hai con của Khánh Thi Phan Hiển chăm tập nhảy cùng nhau, con trai cô Bi đạt nhiều giải thưởng về dance sport. Anna càng lớn càng xinh đẹp, đáng yêu nhưng ít ai biết rằng trước đây bé chỉ nặng 1,9 kg và ra đời trong tình trạng sinh non. Vì vậy mẹ Khánh Thi được nhiều mẹ bỉm xin vía vì nuôi con quá mắc tay. Và cũng chỉ còn ít thời gian nữa, gia đình đại kiện tướng sẽ đón chào thêm thành viên mới. Anna sẽ chính thức lên chức chị hai, khiến khán giả mong chờ. Cùng đọc thêm những bài viết hay tại tin mới nhất nhé! Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.